Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở cái clip tiếp theo này là phần 2 thì mình sẽ giải thích tiếp tại sao mà anh em lại nên lắp cho mình một cái con ổn định điện như thế này. Thì thay vì là phải bung cái máy ra và tách mát rồi là lên sạc Atila này, thứ nhất là tốn kém về giá thành, thứ hai là mất công. Và anh em không tự làm được, anh em phải ra các cái cửa hàng sửa chữa xe máy ở gần nhà ấy, nhờ anh em can thiệp cho để mình có được một cái bộ điện độ để chạy những cái đèn xenon hay là những cái đèn led pha hay là những cái đèn trợ sáng vân vân. Nói chung là những cái đèn mà tốn điện đó. Thì ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ phân tích chính xác luôn là tại sao anh em không cần phải lên sạc Atila và can thiệp đến cái quận này cho làm gì cho nó mất công cả, và giá thành nó lại rẻ, anh em có thể tự lắp tự làm được tại nhà, nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần nhìn cái clip mình hướng dẫn đấy thì anh em có thể là tự lắp được luôn đó, cho nên là nó cũng sẽ đơn giản cho anh em. Và mình nhận ship những cái con dơ le như thế này trên toàn quốc nhá, ở trong này thì gọi là dơ le thôi, nhưng ở trong này là mình có làm một cái bộ mạch bảo vệ đó, chống quá tải để đảm bảo không gây cháy nổ hay là phù bình của các bạn. Nói chung là vẫn ổn định được cái dòng nạp của các bạn đủ để cung cấp cho một cái xe gym, xe quay yếu sinh lý của các bạn có thể là tải được hai cái bóng như ở cái clip lần trước ấy. Mình dùng một cái bóng pha 40W và một cái bóng L4, một cái cây L4 là 80W, tổng của hai cái bóng, chưa kể đến là những cái bóng hậu hay những cái bóng đề mi hay những cái bóng tablo ở trong đồng hồ nhé. Mình chỉ tính nguyên là hai cái bóng đã là 80W rồi. Vâng, không dài dòng văn tự nữa thì mình sẽ sâu luôn vào cái bộ điện. Mình sẽ bỏ hai cái quận, à, hai cái cục của Attila này ra và mình chỉ nói nguyên của thằng Honda này thôi. Vâng, tại sao là mình khuyên anh em là nên lắp cái con ổn định điện này? Thứ nhất, giá thành của nó chỉ có 100k đó, thay vì anh em phải bỏ ra 3, 4, 500k để mua mấy cục này rồi nó lại cháy đó. Thì mình sẽ giải thích nguyên lý tại sao mà cái cục này mình sẽ nói là nó rẻ, nó bền. Tại vì sao? Anh em cũng biết là ở cái quận điện ở xe Honda nó khác quận điện ở xe dòng SYM rồi đúng không? Đây là con quận của Attila VT5, đó là con Elizabeth chế thường đó anh em ạ. Rồi ok, đó, ở cái clip trước thì mình đã giải thích lý do tại sao mà nó khác rồi và lý do tại sao mà phải tách mát các thứ để đi cục sạc Attila này rồi đó. Rồi ok, thì ở cái clip này ấy, thì mình sẽ giải thích lý do tại sao mà cục sạc của thằng Honda này nó chỉ có bé như thế này thôi, mà khi mà lắp con ổn định điện mà nó vẫn đủ điện cho anh em thì đi. Rồi ok, mà anh em lại không phải cải gì đến thằng này, mà thằng này anh em vẫn để nguyên, cho nên là điện nó bền. Điện nó bền thì suy ra là cái bình ắc quy của các bạn nó vẫn là đảm bảo cho anh các bạn là đi không bị hỏng nhá. Rồi thì anh em cũng biết là ở trên cục sạc của Attila ấy thì cái dây mát này nó không liên quan gì đến khung, nó không liên quan gì đến quận này, nó là điện độc lập, còn điện Honda nó là điện chung. Lý do như thế cho nên là khi mà cái dòng nạp ở cái con nạp này nó sẽ quy ước điện dưới 15V hoặc bằng 15V thì nó sẽ xả cái ra cái mát này, nó xả ra mát này thì điện nó lại xung về đây. Anh em cứ để ý cho mình là khi nào mà anh em đi ở cái tốc độ mà tầm khoảng 35 đến 40 cây số một giờ hoặc là trên 40 cây số một giờ mà cái còi của mình, cái còi nó bị lạc tiếng đi, thì lúc đấy là cái con nạp này nó đang làm việc, nó đang xả đi, xả điện ra đó, thì nó bị xung điện. Xung điện như thế thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái còi của bạn, cái còi nó sẽ bị lạc tiếng đi. Thì chắc là nhiều anh em không để ý đâu, nhưng mà anh em nào để ý kỹ thì nó sẽ thấy có hiện tượng đó. Và cái đèn pha của các bạn ấy, khi các bạn bật lên, nếu mà điện zin bản trên máy ấy, anh em bật lên mà nó đang ở chế độ xả điện ấy, hoặc là anh em có thể ga to lên đột ngột ấy, thì cái bóng của bạn đang sáng thì tự nhiên nó sẽ sụt tối đi, thì lúc đấy là nó đang xả điện đó. Rồi ok, thì khi anh em chuyển điện sang điện bình ắc quy thì cái đèn của bạn nó sẽ không bị cái hiện tượng đấy, mà cái bình ắc quy của bạn nếu như không lắp con ổn định điện này vào nó sẽ có hiện tượng là yếu điện dần dần đó. Mình không nói là nó yếu điện ngay lập tức mà nó sẽ yếu dần dần, bởi vì cái dòng nạp nó vẫn vào nhưng nó vẫn không đủ điện để cấp cho cái hệ thống điện của bạn, đặc biệt là cái bóng đèn của các bạn làm việc một cách liên tục như thế, nó sẽ không cấp đủ nha anh em nhé. Thì lý do tại sao mà mình
khuyên anh em là lắp hai cái dây vàng này vào cái đầu dây xanh đây, vào cái đầu dây xanh ở đây đó, thì anh em hãy liên tưởng đến cái con sạc này đó. Thứ nhất là cái đường mát này nó không liên quan gì đến cái quận này, và ở trên cái quận này hai cái đầu dây điện ở đây nó cũng không liên quan gì đến cái khung này đó. Từ đó đi thì từ đó suy ra là cái dây mát này anh em lắp cái này vào thì nó sẽ giống như của thằng này đó. Đây là lý do anh em nên lắp cái cục này, không quan tâm gì đến cái bộ điện trên xe anh em nữa, mà anh em chỉ quan tâm là chuyển điện máy sang điện, từ điện bình sang điện máy thế thôi, còn việc còn lại là thằng này nó sẽ đảm nhiệm đó. Đây là cái lý do mà rất nhiều anh em đang từ bỏ những cái cục như thế này mà chuyển sang những cái cục như thế này. Và có một số anh em alo với mình ấy thì có nói là xe của mình là xe Jim, xe Way mà lắp cái cuộn này, cục Attila này rồi mà có cải điện ở trong cuộn điện này rồi mà đi nó vẫn cứ bị yếu điện. Nếu như đi loanh quanh ấy thì có thể là đủ điện, còn đi một chặng dài mà bật đèn liên tục ấy thì không đủ điện. Đó thì mình có khuyên anh em là chuyển qua cái thằng này, thì anh em có phản hồi là đi ok, không bị hết điện rồi ok. Đó là cái chuyện là về sau, thì bây giờ là mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề này. Đó thì là khi cái dây mát này nó liền vào khung và cái thằng này nó cũng liền vào khung thì nó sẽ là thông nhau. Còn khi anh em bật đèn lên thì cái dây đỏ này sẽ đấu vào dây nâu, thì khi anh em bật đèn lên thì đồng nghĩa với cái việc là cái thằng này nó sẽ làm việc, lúc đấy nó mới chuyển sang điện độ. Chuyển sang điện độ thì cái dây này nó sẽ tách mát, nó sẽ tách mát. Nó cũng như kiểu anh em tháo cái thằng dây mát ở đây để tách ra khỏi này. Đó. Thay vì anh em phải tháo cái bường này ra thì anh em dùng cái con này nó sẽ tự động làm việc cho các bạn. Đó. Và ở trong này nó sẽ có một cái vỉ men mình quy ước ở trong này để nó ổn định cái dòng lạp cho các bạn. Đó. Nó chống quá tải để gây phù bình hay là nọ kia vân vân. Đấy. Thì cái thằng này nó sẽ auto, nó sẽ làm việc, bạn chỉ cần bật công tắc đèn lên thì thằng này nó sẽ làm việc, còn thằng này nó sẽ làm việc rồi nó tự động nó ngắt thằng này và nó sẽ ổn định cái dòng lạp cho các bạn. Cho nên là xe của bạn sẽ đủ điện đi cái bóng 40W thêm một cây trợ sáng nữa. Ví dụ như cái xe Jim của mình làm clip chính là cái xe Jim của mình luôn, tại sao mình lại không làm cái xe khác, ví dụ như là xe dòng Yamaha, có xe Sirius hay là có xe Jupiter, thậm chí là Exciter. Exciter mình có nhưng mình không làm, mà mình chỉ làm thằng Honda, đặc biệt là con xe Jim xe Way này. Thằng Honda xe Jim xe Way này cái dòng nạp rất là yếu, cho nên là mình muốn là làm cái con là yếu nhất để mình test cho anh em coi là nó mới là thực tế nhất, nó mới là chuẩn nhất. Cho nên là anh em cứ yên chí là lắp con này đi. Hiện tại là con này, hiện tại là bên mình là đang độc quyền con này ở trên thị trường, không có anh em nhá ơi, không có nhá, mình độc quyền con này luôn. Anh em có thể đặt hàng con này thì cho mình xin số điện thoại, họ tên đầy đủ, viết có dấu nhá, thì anh em có thể là gửi tin nhắn vào cái số máy của mình là 0165 614 6888, hoặc là vào Zalo hay Messenger của mình là Kiên SM, hay là các bạn có thể đánh số điện thoại cũng được, hoặc là mình có một cái kênh Facebook là Kiên SM hoặc Kiên Motul là đều là của mình hết. Ok. Đó thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể là cách lắp. Nếu như anh em có mạng thì anh em có thể là lắp trên YouTube, thì anh em có thể mở lên và xem cái cách lắp, nguyên lý cách lắp như thế nào thì anh em có thể lắp trên xe. Còn không ấy, thì mình sẽ alo trực tiếp và hướng dẫn anh em, thì công việc còn lại thì anh em chỉ việc là tháo cái xe của mình ra, cái chỗ nào cần tháo á, thì anh em sẽ tháo ra, tháo sẵn ở đâu đấy. Khi alo với mình thì mình bảo đâu là lắp đấy, rất là đơn giản thôi, anh em tự lắp luôn nhá. Mình làm clip hướng dẫn anh em ấy, mình sẽ làm đơn giản nhất như thế nào là có thể để cho anh em không phải là thợ cũng vẫn lắp được đó. Thì tất cả những cái clip mà mình đã làm từ trước đến nay ấy, anh em nhiều người họ có đặt mua về ấy, và tự lắp lên xe đều lắp thành công, và thông tin phản hồi từ khách hàng lại là rất tích cực anh em nhé. Cho nên là anh em cứ yên tâm đi, nhấc máy lên alo điện cho mình thì mình sẽ gửi hàng cho cái này. Thì cái này mình thông báo luôn là có 100.000 thôi, 100k đó, thì mình không chịu phí ship anh em nhé. Thì lý do tại sao mà không chịu phí ship thì có thể là ví dụ như mình ở Tuyên Quang ở ngoài miền Bắc này, mình gửi cho một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi, thì là cái phí ship của nó chỉ có từ 20 cho đến 40k thôi.
Nhưng nếu mà mình bao phí ship thì mình sẽ bán con này là sẽ là trên 150k thì mình sẽ bao phí ship. Thì tự nhiên là anh em bị đắt chả có cớ gì anh em phải mua đắt cả, mà nó vẫn là chỉ là một cái con này. Thì anh em đừng có ngại là tại sao mà shop hay là bên mình không free ship mà cứ phải tính ship vào. Cho nên là anh em cũng đừng lăn tăn cái chuyện đó. Anh em cứ hiểu là anh em mua cái giá trần và anh em chịu cước vận chuyển hay là cước ship hàng nhanh đó, thì anh em chịu phí thì anh em sẽ rẻ hơn. Thì ví dụ các anh em ở các cái thành phố lớn, ví dụ như kiểu ở trong miền Nam ấy chẳng hạn đấy, mà có đường hàng không ấy thì là mình sẽ gửi trực tiếp theo đường hàng không, thì anh em sẽ nhận được rất là nhanh, chỉ 1 ngày đến 2 ngày là cùng thôi. Thì mình đã gửi rất nhiều lần, thì anh em có gửi từ sáng hôm nay đến chiều ngày mai là anh em phản hồi lại là đã nhận được rồi đó. Còn một số tỉnh lẻ lẻ mà ở khu vực nào mà có hàng đường hàng không ấy, thì anh em khi alo thì anh em nhớ nhắc mình, thì mình sẽ gửi theo đường hàng không cho nó tiện, thì anh em sẽ nhận được hàng sớm. Anh em nhận được hàng sớm thì anh xem sẽ được trải nghiệm sớm, thì cái gì mà trước thì anh em đều thích hơn là phải chờ đợi lâu, đúng không ạ? Rồi ok, đây là cái clip mà so sánh giữa hai cái bộ điện của thằng Honda và dòng SRM. Điển hình ở đây có thằng VT5 đó, là con Elizabeth ấy. Thì phần đa là các anh em đều xài cái cục sạc Attila này. Thì gần đây á, thì có một số anh em nói chung là có xài qua cái cục của con Exciter 150, cục Exciter 150 nhá. Mấy lại cục của Attila này nó sẽ là giống nhau anh em ơi. Đó, thì nó chỉ khác nhau về hình thức thôi. Nhưng cái cục của con Xside 150 thì nó nhỏ gọn hơn, thì anh em có thể lắp vào xe nó dễ dàng hơn. Còn cái cục của Attila này nó to, anh em thấy là nó to như này, nó rất là nóng này, nên là nó phải làm cái kính toàn nhiệt rất là lớn đó. Và mình tiện đây thì mình cũng giải thích luôn là tại vì sao mà xe Jim, xe Way mà độ sang cái cục sạc Attila này hay bị cháy, là bởi vì là cái quận này của các bạn này nó bé này, nó sinh điện yếu, thì cái từ thông nó sinh ra yếu thì nó cấp điện cho cái thằng này yếu, cho nên là cái thằng này nó sẽ không làm việc đúng với chỉ số của nhà sản xuất đưa ra là ở cái bộ điện này, thì nó làm việc khỏe hơn, nó sẽ đúng với cái chỉ số đưa ra, thì là suy ra là cái cục này nó bền. Các anh em nào mà đi Attila hoặc là vợ mình đi Attila đó thì cũng đều biết là cái cục sạc zin ở trên xe Attila ấy, độ bền nó phải trên dưới chục năm nhé, trên dưới chục năm anh em nhé. Đó, còn tại sao mà đây ví dụ như cái cục sạc này là mình có tháo ở trên cái xe zin anh em độ rồi đó, thì đi được có gần 1 năm, chính xác là hơn 9 tháng đã bị cháy rồi, là vì là cái thằng này nó không cấp đủ điện, mà lắp cái thằng này vào mà cái bình của các bạn ấy lại bị hút máu do cái bóng đèn pha của các bạn, độ công suất nó lớn quá, rồi là trợ sáng các thứ từ lưa hết, cho nên là cái thằng này lúc nào cũng phải làm việc trong cái tình trạng là bị quá tải, cho nên là nó bị cháy đó. Thì cái cục này nó cháy thì là mình không thấy nó bị xì ra đây, có một số cái xe nó bị xì ra đây cháy khét lẹt luôn, nhưng cái cục này khi mà mình đo giữa các cái chân này nó không thông nhau nữa rồi thì nó phải vứt thôi đó. Thì nói chung là không dài dòng nữa thì nói nhiều, nhưng mà cô đọng lại thì anh em chắc cũng đã hiểu rồi. Thì nếu mà anh em nghe một lần chưa hiểu thì phiền anh em là có thể nghe lại đó. Thì anh em hãy đăng ký kênh của mình, thì mình sẽ làm nhiều những cái clip mà hướng dẫn anh em cái cách mà nghiên cứu những cái bộ điện sao cho cái xe của mình nó được một cái hệ thống điện khỏe nhất để nuôi những cái bóng đèn LED rồi đèn trợ sáng cho anh em đi những cái cung đường dài hoặc là những cái cung đường tối mà yên tâm nhất, đèn không bị phập phù, lúc nào cái hiệu quả sáng cũng là cao nhất. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi và đã subscribe kênh của mình cũng như là like cái kênh của mình rồi. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn những tất cả những anh em mà đã ủng hộ những cái sản phẩm mà bên mình bán cho đó. Rồi xin chân thành cảm ơn. Mình là Kim Motul. Hẹn anh em ở những clip lần sau.